không biết làm sao mới gọi là không giả tạo luôn, trong khi nhiều đứa lương chúa lương mà tao nói lương không lại luôn mà nó nói mình giả tạo thì nó là gì không hiểu luôn, nên là mở lắm. Thơm xịt nha, xài 2 mùi rồi đang chờ nhận hàng mùi thứ 3. Nếu mà 2 mùi rồi bạn nhận, bạn thấy nó thơm, hôm bữa nào mình đóng cái vai là cô gái dịu dàng mình sẽ xài Lâm Minh, bữa nào mình muốn đóng cái vai là cô gái quậy quậy tráp tráp mình sẽ xài Phoenix, còn bữa nào mình muốn vô cái vai gia trưởng mới lo được cho nhau thì mình sẽ xài Santo đó. Tại vì đã có 279 cành thôi chứ không phải là 20 mấy củ hoặc là 2 củ mấy, nên mình không có cần phải đắn đo. Nếu như mình là người tiêu dùng, mình là người khách hàng thì mình thấy ơi nước hoa mà có 200 mấy chục cành hả, xăng về coi sao. Nếu mình thật sự nó thơm là mình sẽ đúng kiểu là tan 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 hoàng gà mới gì cái gì phượng hoàng sự phượng hoàng sa cơ ngỡ chim cút hả, gà phượng hoàng sa cơ mà nghĩ là gà mái. Thôi cứ nói câu đó nó thuận miệng hơn. Phượng hoàng sa cơ mà ngỡ chim cút hả. Ai mà tự hào quá vậy chị. Không để tên tuổi, không có để hình ảnh một cái trang TikTok, không hình không ảnh, không tên không tuổi luôn, không có gì hết. Nè giống giống vậy nè, mà người ta còn để tên Giang Giang nè. Còn anh này là anh không để tên luôn, tại vì anh sợ người ta biết anh là thần bơm đại hiệp mà, anh đâu dám để tên để hình. Bảo Dũng mai tuyển thêm người anh không chết giá nhá, không cho giảm sâu nữa. Bán ít nhưng mà nó vui vẻ và nó hiệu quả chất lượng còn hơn là bán nhiều mà. Nha anh thần bơm đại hiệp, anh có trong phiên live này em không có cần anh giải cứu em đâu nha, anh giải cứu anh giùm em cái. Hơn là shop em còn trả lời đàng hoàng tử tế, lại gặp shop khác chắc anh mệt rồi đó. Shop em là còn tử tế trả lời anh đó, còn shop khác chắc là anh mệt với người ta rồi đó. Mà tâm sự mọi người em ra đơn tèn tèn thôi, không có nhu cầu hôm nay là phải hôm không nay. Cần phải bán hết đơn nữa đâu mà mình bán số lượng ít một chất lượng này. Hôm nay mình chơi hệ chất lượng, mình không chơi số lượng. Mấy bữa chơi số lượng bị thần bơm đại hiệp chơi mấy cú hơi đau nên thôi, không có chơi số lượng nữa, giờ chơi chất lượng, cứ để giá cao cao vậy ai đặt thì có những đứa bán này 4-5 nghìn đơn không bằng mình đâu, nên được hát đi thấy mùi vừa. Thơm nhẹ nhàng không em, dạ mùi này là thơm nhẹ nhàng nè bạn ơi, mùi này là cái kiểu nhẹ nhàng theo phong cách quý cô sang trọng tinh tế nhẹ nhàng thanh tao á. Dạ một lần nữa là sao, tức là đội anh sẽ chỉnh chết trên máy tính, trên máy này không chỉnh được nữa. Và những cái khung giờ đó là chỉ có giảm ở trong khung giờ thôi, mà bốc giảm thì chỉ khoảng được 15 cam. Fan cô Hằng 111 quá ha, fan nam em nữa, cảm ơn HCD nha. Thì em luôn nói mọi người á, em không có biết về luật an ninh mạng, nếu mà em cập nhật được luật an ninh mạng thì em sẽ không có để em bị Linh sở nào phạt 2 lần, nên là đó là cái lỗi của em, chứ em vẫn là người theo phe chính nghĩa nha. Còn do em không biết luật về an ninh mạng nên là em bị vấp khúc đó, nên là em rút kinh nghiệm. Chứ nếu mà em mà biết về luật an ninh mạng thì em cũng sẽ không có để là chai xịt sát khuẩn hả. Không được nha bạn ơi, tại trong đây á không có nhiều cồn. Còn nếu bạn muốn xịt sát khuẩn thì bạn đi mua mấy chai cồn mà xịt bồn cầu rồi đó, bạn xịt bằng sát khuẩn cái nết của bạn giùm mình cắt nha. Thank you, thank you. Nhất cái đầu quá, với những trường hợp này là phải như vậy đó. Coi như bài học, mình vấp khúc này để khúc sau mình ổn. Chứ lỡ như em nói thiệt, em nói thiệt mọi người, khi mình đang khó khăn mình vấp mình đứng lên còn được. Còn lỡ mình sau này mình khúc đầu mình đi suông quá đó, xong mình y á, rồi đợi tới cái khúc mà đang đi mượt rồi vấp cái khúc đó mới mệt đó. Kiểu thà là nó vấp đúng cái giai đoạn nó hơi gồ ghề, mình thấy là giống như mình đi xe á, mà đi tới cái đoạn gồ ghề là mình biết chắc là đoạn đường phía trước nó vẫn gồ ghề á, thì mình sẽ chấp nhận mình đi qua. Còn đang đi đường trường ngon lành mà sụp hố một cái là vuốt nói buồn nằm luôn đó. Toàn gặp mấy nhân vật nói là mình đổ thừa này bla bla bla, nói chung là mấy bạn đó luôn đúng mình luôn sai. Trời chàng lam, có những người mà cả đời họ luôn làm
những cái việc mà họ luôn nhận họ đúng nha, không bao giờ họ nghĩ họ sai luôn, thiệt. Mà cái sai của họ ai cũng nhìn thấy luôn á, thiệt luôn. Giống như nhiều đứa vô đây nó khịa em cũng nói mọi người là em đi đóng phạt là vì em làm sai em mới đi đóng phạt. Em cũng nhận hết cái sai của em cũng xin mọi người cho em cơ hội để em sửa mình. Chứ em đâu nói là ê tao không có làm sai nha tụi bay, tao không hề làm sai một chút nào luôn, tao bị người ta này kia nha. Hồi nói vậy bị cắt cái không có chọn sai sản phẩm đâu. Giống như kiểu hai mùi này là hai cái mùi mình không có tự tin đó. Nhưng mà riêng cái mùi này là nó quyết định là mình cảm thấy mình sẽ đánh vào cái thị trường nước hoa tại Việt Nam được, nên là mình mới quyết định mình làm nước hoa khi mình nhận được cái mẫu test cái mùi này. Cho nên là cái mùi này gặp rất là nhiều problem. Kiểu đã đáng lẽ là phải ra được sớm rồi, nhưng cuối cùng nó bị cái vụ mà nem logo này. Xong rồi bắt đầu công kênh. Con thật tình nên con mới chịu nhiều thiệt thòi. Dạ con thật tình, con chịu nhiều thiệt thòi. Mà còn con toàn gặp mấy con lương nữa, cho mấy con lương nó dắt con đi xa. Dòng. Người ta chỉ biết cái lúc con phản ứng thôi, người ta không biết được cái lúc con bị dắt đi xa. Dòng. Làm sao mà tự nhiên một cái đứa hiền như con lại lên trên đây chạy chửi như khùng như điên. Nó phải có nguyên nhân, nên mọi người phải hiểu tại sao tự nhiên con này nó lên nó chửi. Là người nào nó phải làm cho nó kiểu như là người ta không biết là người ta thấy gầy hơn trước á. Mọi người biết tại sao gầy không? Ngày xưa lúc mà em đi hát á, em hay bị căng thẳng. Mà mỗi lần em căng thẳng em phải uống lúa mạch. Ngày nào em cũng uống 4-5 lon. Ngày nào cũng uống, ngày nào không uống là không chịu được. Cho nên là em bị vậy đó. Kiểu người em nó bự ra. Xong lên từ mấy tháng nay là em không có đụng tới. Nên là người em nó bắt đầu nó rút lại. Nhưng mà mọi người thấy gầy, mọi người không quen với bản thân em á, thì em thích gầy. Không biết sao. Đó, nhìn mình nó sẽ khoe được cái bờ vai quyến rũ của mình đó mọi người. Kiểu vậy đó, chứ không phải là cái dây của áo rú nha. Chị xài mùi nào? Đối với chị thì chị sẽ thích cái mùi này, tại vì nó làm cho chị cảm thấy nó hợp với cá tính của chị. Thì bản thân chị là một người cũng thích quậy quậy đó, nên là chị thích một cái mùi này. Nhưng mà nếu mà được chọn, nếu trên đời, nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa đó, thì mình sẽ chọn 3 mùi. Tại vì với một cái giá mà 279 mà mua được 3